Hello, xin chào mọi người. Trước mặt mình đây là dòng sản phẩm Bose F1812 và Bose F1 Sub, một dòng sản phẩm đã ra mắt được cách đây tầm khoảng 10 năm rồi. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này vẫn đang được tiếp tục sản xuất và được khách hàng tại Việt Nam cũng như trên thế giới rất là ưa chuộng. Thì lý do tại sao lại như vậy thì mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu và đánh giá lại sản phẩm nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình xin chia sẻ là dòng F1812 và F1 Sub này là được bán theo hai thành phần. Tức là người ta có bán lẻ nha mọi người, tức là bán cái full riêng và cái sub riêng, không liên quan đến nhau ha. Tuy nhiên khi mọi người muốn kết nối và full và sub với nhau á thì vẫn được thông qua một cái ngàm nhựa như thế này. Đây, nó sẽ thông qua một cái ngàm nhựa như thế này để nó chống lên. Thì cái ngàm nhựa này nó, mình nhớ không nhầm thì nó sẽ đi theo con sub này. Đó, thì khi mọi người mua sub, mọi người sẽ có cái ngàm nhựa để mọi người gắn lên cái con F1812 này. Dòng này thì là một dòng sản phẩm do là nó liên quan đến pocketable là để di chuyển, nên là kết cấu thùng loa này hoàn toàn bằng nhựa hết nha mọi người. Để mình sẽ gắn lên cho mọi người coi. Đây, thì mình có cái ngàm ngay đây nè. Bạn quý vị bạn thấy rõ cái ngàm này không? Thì đây, có cái ngàm ngay đây nè. Thì mọi người chỉ cần nhét vô, mọi người tháo này ra xíu, người nhét cái ngàm vô là xong. Ây chà, cứng quá vậy. Có cắn ngược không trời. Đây, đây, vô đúng rồi. Ok, vậy là xong ha. Rồi, thì sau đó thì mọi người chỉ cần đặt lên. Đương nhiên là với những dòng pocketable mà di chuyển như thế này thì nó sẽ cho mọi người hai cái nắp cắm. Cầm trên đây này, cầm dưới này này. Đó, thì mọi người nhấc lên thôi. Mà nó đặt lên nó cũng cái vô khớp này nè. Xong vô ta. Rồi, xong. Đó, khi mà hai cái sub và cái loa kết nối với nhau thì mọi người sẽ thấy cái nó sẽ lên một cái cây như này. Chiều cao thì mình nghĩ nó sẽ rơi là tầm khoảng 1m8, 1m9 gì đó. Nó sẽ thấp hơn những cái dòng loa Columbia bây giờ một xíu, như những dòng LD system của mình phía sau này, nó tầm 2m hơn. Thì con này nó đâu tầm khoảng 1m9. Rồi. Thì nói về F1812 thì vì là dòng sân khấu nên nó sẽ có, nó sẽ cho mình vẽ góc, mà nó cho mình vẽ góc. Đầu tiên là mọi người có thể thấy, nhìn thành phần đó là nó sẽ có một dải loa chép từ trên xuống dưới. Bây giờ mình đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái. 8 cái loa chép, và phía sau nó sẽ là một cái loa bass. Kích thước thì mình không nhớ rõ đâu, thì nhờ bạn quay phim bạn có thể chèn cái thông số kỹ thuật của cái sản phẩm này ở phía bên dưới để mọi người có thể tiện tham khảo ha. Rồi, cái hay của nó, bởi vì nó là dòng ngoài trời nên nó có thể chỉnh góc. Đầu tiên chẳng hạn như con này mình để trên khấu á, đánh trên cao đánh xuống á, thì mọi người có thể ấn dấu này, mọi người thành cái chữ G, nó gọi là G shape, thì coi như là đánh phủ xuống. Còn nếu mọi người để ngang bằng như thế này thì mọi người có thể để ngang lên, hoặc mọi người có thể cong thế này. Nếu mọi người khách hàng ở xa, mọi người ví dụ như gọi là cái người nghe ở xa, thì mọi người có thể cong lên này, tập xuống này, thì nó sẽ thành ra là một chữ C. Thì C shape thì nó sẽ có phủ âm, nó sẽ xa hơn, chép này nó sẽ đánh câu lên. Âm thanh thì lúc nào cũng là đi và nó câu xuống mà, và nó rớt xuống mà, nên mọi người nếu mà chữ C này là nó sẽ câu xa nhất có thể. Đó, còn ngoài ra nếu mọi người muốn trực diện thì mọi người cứ kéo hết thế này là nó sẽ đánh trực diện cho người nghe gần nhất. Rồi, đơn giản vậy thôi. Công nghệ cũng không có gì mới. 10 năm rồi mà. Rồi, đến củ loa sub. Không biết quay thấy rõ không ta? Củ loa sub này nó sẽ là sub kép nha mọi người. Nó sẽ gồm hai củ loa. Củ loa trên này và củ loa dưới này. Đó. Ở đây là một dòng sub cũng Acti. Công suất khá lớn á. Mình nhớ không nhầm là con sub này 1000W này, con loa full cũng 1000W. Cộng lại là một bộ như thế này nó công suất nó lên đến tầm 2000W nha mọi người. Đó, rồi. Ok, mình ra phía sau xem nó sẽ gồm những cổng kết nối nào ha. Đây. Thì nhớ không nhầm thì dòng loa này anh Vũ cũng đã tháo ra banner luôn rồi. Tháo banner mổ ruột cho mọi người coi rồi. Đó. Chắc là clip mấy năm trước cũng có. Nếu mọi người coi lại thì thấy. Đây, F1 model 812 đây. Người ta ghi rõ đây. Và
cũng là engineer in USA và made in China nha mọi người. Dù là có loa 10 năm trước thì vẫn là made in China thôi, bởi vì là đã là Boro là sản xuất 100% China hết. Ok, dưới này là em một subwoofer này, đó mình sẽ lướt qua cho mọi người coi xíu. Em một subwoofer này rồi, ok. Thì dưới này thì nó đơn giản thôi, nó chỉ có nút nguồn và công tắc điện thôi, không có gì trên này. Về cái bảng mạch á, thì con này á thì mọi người biết rồi, 10 năm rồi mà công nghệ ngày xưa thì nó đây là một con ACTI đơn thuần thôi, tức là nó chỉ nhận tín hiệu đầu vào, nhận tín hiệu đầu vào thế thôi và nó phát tiếng thôi, chứ nó không có hề, nó không hề có bộ mixer trong này nha mọi người. Thì mọi người có thể chỉnh các gọi là có cái led, tức là nó có cái đèn phía trước, các mọi người chỉnh xem nó là muốn tắt đèn hay mở đèn hay là báo limit gì đó tùy mọi người nha. Cái này thì mình có thể gạt, chẳng hạn như mình gạt cái nút báo limit này thì khi nào mình limit á, cái đèn nó sẽ báo cho mình biết đó. Thì cái này do tùy cái mọi người muốn chỉnh sao chỉnh thôi. Rồi đến volume thì đơn giản này ha, nó là to nhỏ thôi, và nó đây nó có ba cái đèn, đèn báo điện vô nè, đèn báo quá công suất nè, và đèn báo mà khi mà có tín hiệu vào hoặc là khi mà quá công suất clip, tức là tối đa clip là lên tối đa. Rồi dưới này thì không có gì đặc biệt, dưới này nó chỉ có thêm cái này thôi, polarity mình cũng không nhớ rõ nó là cái gì. Cái này thì dễ này, cái này là khi mà cái EQ của con sub, EQ con sub thì mọi người có thể là cắt thả thẳng luôn two way, tức là mọi người cho nó phẳng á, để mọi người cắt trên qua mixer mọi người cắt, hoặc mọi người có thể chỉnh HPF, tức là nó sẽ gom lại cho mọi người khi mà mọi người đánh trùng với full, mà mọi người không có qua một cái con code số, không có qua mixer số hay là vang số gì cả, mọi người muốn đánh nghe nhạc không á thì mọi người gạt xuống HPF. Còn nếu thường là bây giờ là ghép hầu hết là ghép vang số rồi, nên mọi người nên gạt lên cái true way này để mọi người căn chỉnh hệ thống trên vang số. Rồi ok, tiếp tục với F1812. F1812 thì cũng có nguồn này thế này thôi, volume input hai đường vào, đây nó cho một đường hai đường vào nè, hai volume của hai đường nè, cũng đèn báo, cũng phông led, là mình mọi người thích để off hoặc là để power hoặc để limit tùy nha, cái này cũng tùy luôn, thường để off đi khỏi. EQ nè, EQ tức là cắt EQ, mọi người đánh nó là full range solo hay là mọi người whip sub. Cái này như mình chia sẻ trên cái khi mọi người xài vang số rồi đúng không ta, tức là khi mọi người đánh một con loa này, mọi người nó muốn nó đánh toàn giải, bởi vì thật ra là những cái phòng này nó đã đánh được toàn giải rồi, tức là có cả mid bass chép rồi. Tuy nhiên khi mọi người xài với sub, chắc chắn là mọi người sẽ phải cắt EQ đi một tí để cái sub nó gánh cái phần trầm phía dưới, nó gánh phần trầm dưới để con này nó có thể khỏe hơn. Thì trên phần vang số thì như mình cũng chia sẻ cái phần này rồi đó. Thì nếu mọi người có đi F1812 với sub thì mọi người gạt xuống với sub, còn nếu mọi người đi solo của mình thì mọi người đẩy lên full range. Có vậy thôi, đơn giản, rất đơn giản ha. Rồi cái hai đường vào này thì nó có cái đường là mọi người sẽ để là đường mic hoặc đường line, tùy theo mọi người ha. Thì đương nhiên thường là sẽ là mọi người lấy tín hiệu line. Thường nếu mà mọi người cắm qua mixer, cắm qua vang số thì mọi người gạt xuống cái line cho mình, còn nếu mọi người cắm mic trực tiếp ở đây thì mình gạt lên mic. Vậy thôi, bởi vì cái tín hiệu mic thì thường nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ, chứ còn mọi người mà cắm mic vô, mọi người gạt xuống line là mic nhỏ xíu luôn, không nghe thấy gì đâu. Nếu cắm mic vô thì mọi người gạt mic, mọi người cắm tín hiệu mà line theo mixer vô, vang số vô thì mọi người gạt xuống line. Đó, đơn giản thôi, một cái loa công nghệ đời cũ 10 năm. Chưa có Bluetooth, chưa có bất cứ cái gì. Tuy nhiên nó cũng đáp ứng khá cái nhu cầu của mình rồi. Với những dòng này á, nếu mà mọi người xài hát karaoke đơn thuần thì mọi người chỉ cần mua thêm một bộ vang số và micro là đã có thể setup được rồi. Đương nhiên còn nếu mà mọi người muốn chơi nhạc cụ, muốn chơi chuyên sâu hơn một tí thì mọi người có thể xài mixer. Thường thì mình đề xuất là mọi người nên xài mixer số. Mọi người có thể xài mixer số của Bose như T4S hoặc T8S, tùy theo cái số lượng nhạc cụ mình mọi người chơi. Hoặc là mọi người đến hơn nữa, mọi người có thể chơi những con mixer số của Yamaha DM3S đó, thì cũng quá xịn luôn. Đương nhiên là giá cả với những cái dòng mixer số đó nó sẽ không hề rẻ và không hề gọi là dễ chơi như những dòng vang số đó. Rồi thứ hai nữa là thêm một lưu ý nữa, với khi mọi người mà sử dụng con F1812 với con F1 sub này á, thì mọi người hoàn toàn có thể chia way ra được, tức là khi mọi người xài vang số đi ha, thì mọi người có thể hoàn toàn có thể cắm con này
vô cái đường line left hoặc right, và cái sub dưới vô đường sub, để mọi người chỉnh cân chỉnh EQ của nó hoàn toàn theo ý của mọi người, không cần thiết là việc mình xài EQ của thằng này. Nếu mọi người không muốn xài EQ của thằng này, mọi người cứ gạt EQ xuống full range và mọi người off cái true way này đi, off cái EQ trên sub này đi là xong. Lúc đó mọi người sẽ chỉnh hoàn toàn trên vang số. Còn khi mọi người muốn là một dây tín hiệu vô cả hệ thống này luôn thì mọi người gạt xuống cái phần HPF và mọi người ở trên này mọi người gạt xuống cái phần quick sub là xong. Lúc đó nó sẽ thành một bộ kết nối và chạy theo EQ của hãng. Đương nhiên cái nào nó cũng có cái hay, có cái điểm lợi và điểm hại. Thì nếu mà nói về điểm lợi của nó thì khi mọi người, nếu mọi người biết căn chỉnh, mọi người có kỹ thuật viên có tay nghề cứng thì thường sẽ cắm sub và tự căn chỉnh, muốn căn chỉnh theo EQ theo ý của mình, sub riêng, line riêng thì nó sẽ tốt hơn. Còn với những kỹ thuật viên mà mình không có muốn nghiên cứu quá nhiều, quá chuyên sâu về cái chuyện này thì mình chạy theo EQ của hãng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất, dễ xài nhất. Thì với một cái dòng loa đã qua 10 năm sản xuất thì và với công nghệ 10 năm trước mà với giá thành mình nhớ không nhầm nó cũng phải 96-97 triệu gì đó với một cái bộ như thế này, thì dòng sản phẩm này nó hướng tới những khách hàng như thế nào? Thứ nhất là dòng sản phẩm này sẽ hướng tới những khách hàng nào có xài vang số micro rồi, muốn một cái bộ dàn âm thanh ngoài trời nghe thật là chuyên nghiệp, hát thật là tiếng, thật là hay, thật là dày mà vẫn có thể đánh nhạc cụ được một cách rất là tốt thì mọi người có thể sử dụng sản phẩm này. Đó, sản phẩm này nó theo kiểu là hơi chuyên nghiệp theo bộ dàn chứ nó không phải là những dòng sản phẩm mà portable mà có Bluetooth, nó mang đến nhiều sự tiện lợi như cái dòng L1 Series. Còn về công suất, về mà cái khả năng đáp ứng thì với con này thì mình sẽ so sánh với dòng L1 Pro 32. Vì với công suất, mình so công suất thì nó sẽ là cạnh tranh với, gọi là đứng ngang tầm với dòng L1 Pro 32. Thì về so sánh về chất âm này kia thì mình sẽ hẹn mọi người trong các clip tiếp theo, mình sẽ nói sâu hơn về khi S1812 này so với R32 thì điểm hơn, điểm mạnh hơn và điểm yếu hơn nó là gì thì mình sẽ chia sẻ ở clip tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin gặp lại, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.